Mình, mình sao vậy? Ờ, anh không sao. Chắc là anh đi dự tiệc uống uống nhiều quá cho nên anh hơi mệt. Mình đang mệt, hay là để em xuống em pha một chút nước chanh lên cho mình uống cho khỏe ngang. À thôi khỏi mình. Mình biết không, lúc nãy xảy ra chuyện. Chuyện gì hả mình? À không có gì. Đúng rồi, sau mình nói với anh là mình đi về trong ngày mà mình không chịu về. Mình cũng biết là anh lo cho mình lắm không mình. Em xin lỗi, hôm qua em về quê em mới hay tin là bà Bảy, người mà mình hay gửi tiền về để chăm lo mộ cho cha đó, bà ấy đã mất cách đây 2 năm rồi. Cái gì? Mất 2 năm rồi? Trời đất ơi, rồi lấy ai lo mộ phần cho cha? Tất nhiên là không ai hết. Trời đất ơi, lũ khốn kiếp. Nên em cũng đã tìm người để cải táng mộ cho cha. Họ nói là sẽ đem mộ cha về giường của họ và sẽ chăm sóc đàng hoàng. Nhưng mà liệu người đó có đáng tin không mình? Không tin thì cũng phải tin thôi, mình không thể nào làm khác được nữa. Sáng nay em định về sớm nhưng mà lại kẹt phà. Đến khi mà về đến nhà thì mình và các con cũng đã đi đâu hết rồi. Mình về tới nhà là tôi mừng lắm rồi, chứ suốt đêm hôm qua tôi lo lắm mình. Mình nè, hôm qua em nằm mơ thấy cha. Vậy hả? Trông cha vui vẻ và thư thái lắm. Cha nói với em là mọi chuyện sắp sáng tỏ rồi. Cũng đã 30 năm, cuối cùng kẻ thủ ác cũng phải đền tội. Cha còn nói rồi em sắp gặp lại được thằng Chẩm nữa. Vậy hả mình? Mình cũng mong gặp lại thằng Chẩm giống như em đúng không mình? Đúng rồi mình, tôi mong lắm. Cha cũng khuyên em nên sống thật là vui vẻ, phải biết tận hưởng hạnh phúc của mình để còn đón nhiều điều tốt đẹp trong tương lai nữa. Thấy mình vui vẻ như vậy anh vui lắm mình à. Em cũng đã nghĩ lại rồi, em nghĩ tại sao mình cứ phải sống dằn vặt và đau khổ suốt bao nhiêu năm qua trong khi em không có lỗi. Còn bây giờ em đã nghĩ khác, em sẽ thay đổi cuộc sống của mình. Em sẽ vui vẻ, sẽ lạc quan, rồi em đi ra ngoài chơi cùng với mình và các con nữa. Em nghĩ như vậy được không mình? Mình à, mình nghĩ được như vậy thì tốt quá. Thấy mình vui vẻ anh vui lắm mình à. Mình cứ như vậy nghe. Thôi à, để em vô trong phòng xả nước cho mình tắm nha. Kính mời quý khán giả đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Rồi 30 năm sau, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên truyền hình Vĩnh Long Y, tải app ngay trên Google Play và App Store.